rập xưa xưa đây cha thằng này nó nhau bơm nhom là hong rập nghiệp được chụp mài dần nhám nó mình là chụp bọc lòng tới khi nhom là hong hay tới non cha nhom nó nhom chụp tuổi thái nó chụp được chụp bọc hong chấm hay nó nhom lời chụp bọc mồi muối hay tới cơm cơm được cơm miên tầng lại nó được chưa to từ được gọi ra nhom miên grass shrimp nó nhom chiên với nhom con chán mất một con chán bay trước một con chán tên có là con chán một tết hay thì chi có hay nên bài chúa tìm chùa hay nên thêm nên chi cực mốc ngay thằng cầu mới được chìa chi cả ám sẵn hôm có trời chỉ bàm chả hay tên tập trái là thêm nên hay lắm cứ nơi từ này biết bởi chồng bên chùa này tập trái nó cũng như vừa vừa được sáng hay của mình không thể được đến thời nhưng mình chạm đang thằng ông đang chơi cái con ông chán trong mình chán. Hello everybody, this is my papaya salad. I am making a Cambodian papaya salad shrimp with fried grass shrimp. I have a half a cup of peanut, pork shrimp, tomatoes, chili, and yard long green bean. And in this big bowl here, I have about 2 cups of shredded papaya and carrot. I just mix a little bit of carrots, so I want a nice color to show. So please watch my video. I'm gonna assemble everything together. And if you want to know like how to make this with sauce, I have a separate video how to make this sauce. Okay. So here we go. First, we're gonna put all the green bean in there. Chili pepper, and then we're gonna put the tomatoes. And I'm going to put the the papaya that I just put it aside to take it. So you toss it together like that, and then I'm gonna add. First, I'm gonna add 1 scoop of fish sauce. 2 scoops of fish sauce and just 2 scoops. That's all I need. 2 scoops, I don't need more than that because as you can see it's already soaked through. And just toss it around like that. Looks so beautiful already. Next you are going to put your grass shrimp. You can use regular shrimp if you don't have this little tiny baby shrimp. You can get it anywhere at the Asian grocery store on the frozen section. Toss it around like that. Next, I'm going to put the pork shrimp here. It's a fried pork skin, so I make it myself. Or you can buy from the grocery store, they also have that available. So next, what I'm gonna do is I'm gonna put all my homegrown herbs. There's different types of herbs in here. Just toss it all around. Make it even more beautiful, and the herbs bring a really nice fragrance to the salad. When you bite into it, you can taste the flavor. And so, all done. Last, I'm gonna put half of the peanut here. People who are allergic to peanut, then you don't have to put it in. It tastes good with peanut or without peanut. And it's all done. So it's all done, so I'm gonna transfer it onto my platter that I had laid all the herbs on it. Just scoop it out and go like that. Chi nhâm bánh trái nhâm dơ mà đã về chỉ mùi đây với tôi dương ăn nhâm chỉ mùi nhòm bàn sợ về là dương nhâm bánh trái chỉ lúc thực đây ai được kia hình chứng mà dương liền hói đông quét chứ just use it. Okay, alright, so that is done.
delicious salad. When they grow, but yum yum bit and all that. It's all done, and then the remaining peanut just toss it over. Voila! My papaya salad with fried shrimp is complete. It's ready to eat. So if you like this video, just click like, subscribe, and share. Thank you. See you next video. Lâu chụp riêng xíu là lâu nhóm là không nhóm rồi rồi hai cha xua trong nhằm bàn tay đường hai đã sạch chân của bà này bàn tay nhóm đã tập bàn này hạt bàn hai nhóm mặt trong đã sạch chân tê hay chụp này bọn bộ dương là đầy chỗ chụp nhằm bọc của hôn thái còn mình chụp chụp được là đặt hộp đã ấy this is the best choice mấy cái xa là bắt nên không lật hộp được ở cái tiết tê hay luôn chụp chân mong khi chân anh làm đoàn cả